Xin chào anh em đã quay trở lại chuyên mục tin tức trên kênh của Onway. Và anh em hãy cùng mình điểm qua xem tuần vừa xong có những tin tức nào hot nhé. Đến với tin tức đầu tiên, khả năng Apple sẽ cho ra mắt mẫu pin dự phòng MagSafe sắp tới. Leaker John Prosser mới đây vừa chia sẻ hình ảnh render đầu tiên của mẫu pin dự phòng MagSafe dành cho iPhone 12 Series được đồn đại trước đây. Cụ thể, thông tin về phụ kiện MagSafe mới nhất dành cho dòng iPhone 12 bắt đầu xuất hiện sau khi bản cập nhật iOS 14.5 Beta 1 được phát hành. Cụ thể, nhà phân tích Grumman của Bloomberg sau khi tìm hiểu bản cập nhật này đã phát hiện những đoạn mã cho thấy Apple đang phát triển một mẫu pin dự phòng tương thích MagSafe cho dòng iPhone. Tuy nhiên, hiện không có gì đảm bảo và quyết sẽ phát hành phụ kiện này cho người dùng. Còn theo dò dỉ mới nhất, mẫu pin dự phòng MagSafe xuất hiện với vỏ ngoài bằng cao su. Prosser tuyên bố nguyên mẫu phụ kiện này còn có một phiên bản khác với vỏ được làm bằng nhôm và đi kèm lớp hoàn thiện bằng nhựa chất lượng cao. Các nguyên mẫu giá cả phải chăng hơn sẽ có vỏ ngoài bằng silicone. Theo các nguồn dò dỉ, pin sạc dự phòng MagSafe mà Apple phát triển dường như có cả tính năng sạc ngược, giúp sạc đồng thời cả iPhone lẫn AirPods ở cả hai mặt. Tuy nhiên, hiện tính năng này vẫn phải đang đối mặt với tình trạng quá nhiệt nên vẫn chưa rõ nó có thích hợp khi phụ kiện này ra mắt hay không. Ngoài ra, Apple sẽ có ý định ra mắt phụ kiện pin dự phòng MagSafe cho dòng iPhone 12. Có thể họ sẽ giới thiệu nó tại sự kiện vào ngày 23 tháng 3 tới đây. Đến với tin tức thứ hai, theo một báo cáo mới đến từ nhà phân tích Minchi Kuo, Apple sẽ sử dụng pin dung lượng cao hơn trên dòng iPhone 13, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay. Để giải phóng không gian lưu trữ bên trong, từ đó chứa được pin lớn hơn, Apple dự kiến sẽ thực hiện một số thay đổi về thiết kế bên trong. Cụ thể, ông Kuo cho biết, Apple sẽ tích hợp khe cắm thẻ SIM vào bảng logic chính và giảm độ dày của thiết lập camera True Depth. Những thay đổi này sẽ cho phép táo khuyết giải phóng đủ không gian để sử dụng pin dung lượng lớn hơn trên dòng iPhone 13 của mình. Pin lớn hơn cũng sẽ làm tăng trọng lượng của thiết bị. Trước đó, Apple đã giảm đáng kể dung lượng pin trên dòng sản phẩm iPhone 12. Tuy nhiên, họ đã bù đắp bằng cách sử dụng thành phần tiết kiệm năng lượng hơn. Do đó, thời lượng pin của dòng iPhone 12 vẫn được tuyên bố bằng với iPhone 11 Series. Tuy nhiên, việc bổ sung 5G trên dòng sản phẩm iPhone 12 đã tác động tiêu cực đến tuổi thọ pin khi sử dụng kết nối mạng di động nhiều có thể làm tiêu hao pin của điện thoại rất nhanh. Pin lớn hơn sẽ giúp cho thế hệ iPhone 13 mini. Vì iPhone 12 mini không được nhiều người quan tâm do thời lượng pin kém, Apple cũng có thể sử dụng các tấm nền màn hình hiệu quả hơn trên dòng iPhone 13 để giúp cải thiện thời lượng pin. Công ty dự kiến sẽ sử dụng tấm nền LTPO OLED 120Hz trên iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max. Các màn hình này có thể thay đổi tần số quét tự động tùy theo nội dung đang hiển thị, từ đó sẽ tăng thời lượng pin và tiết kiệm được năng lượng tiêu hao ở trong điện thoại. Sau khi lộ diện Geekbench, Galaxy Tab A7 Lite đã được cơ quan FCC chứng nhận, bước tiến quan trọng cho thấy máy sắp ra mắt. Samsung được cho là sẽ trình làng bộ đôi máy tính bảng Galaxy Tab A7 Lite và Galaxy Tab S7 Lite vào tháng 6 năm nay, đi kèm với mức giá phải chăng. Sau khi xuất hiện trên Geekbench và Bluetooth SIG, Galaxy Tab A7 Lite mới đây đã đạt chứng nhận từ cơ quan FCC, hé lộ thêm nhiều chi tiết quan trọng. Theo dữ liệu FCC, Galaxy Tab A7 Lite có số model SMT220 và kết nối Wi-Fi băng tần kép, tức hỗ trợ Wi-Fi ở tần số 2.4GHz cùng với 5GHz. Dự kiến, đây chính là phiên bản Wi-Fi của Galaxy Tab A7 Lite. Bên cạnh đó, máy sẽ có viên pin 5100mAh và hỗ trợ sạc nhanh 15W. Hơn nữa, danh sách FCC còn cho thấy Galaxy Tab A7 Lite có kích thước 212.53 x 124.7mm và đường chéo màn hình dài 246.41mm. Với thông số trên, có thể dự đoán rằng máy sẽ sở hữu màn hình kích thước 8.7 inch. Mặt khác, vào đầu tháng này, phiên bản LTE của Galaxy Tab A7 Lite với số model SMT225 cũng đã lộ diện FCC. Theo tin đồn, Galaxy Tab A7 Lite sẽ đi kèm vi xử lý MediaTek Helio P22T, RAM 3GB và được cải sẵn giao diện One UI 3.0 dựa trên hệ điều hành Android 11. Và đó là những cái tin tức rất nóng hổi trong tuần vừa qua mình tổng hợp được cho anh em. Anh em hãy cùng bình luận bên dưới để anh em chúng ta cùng bàn luận nhé. Và ngoài ra, như anh em quan tâm những sản phẩm iPhone, iPad, MacBook thì hãy liên hệ Onway tại 66 Thái Hà, 416 Cầu Giấy, cơ sở 3 tại 313 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Đơn giản hơn nữa, truy cập website onewaymobile.vn, onewaymacbook.vn. Xin chào và hẹn lại anh em ở những video sau.